Thông tin mới nhất về sức khỏe ca sĩ Phi Nhung ngày 6 tháng 11. Gần đây ca sĩ Phi Nhung liên tục được cho là đang điều trị tại Mỹ và cái chết chỉ là màn kịch dư luận vì trước đó có rất nhiều nguồn tin sai lệch ảnh hưởng tới cô. Thông tin này khiến nhiều người bàng hoàng tột độ. Cụ thể gần đây có nhiều thông tin trên mạng được xác thật rằng ca sĩ Phi Nhung thực chất vẫn còn sống và được đưa về Mỹ nhưng cô không còn là ca sĩ nữa, cô sẽ từ giã nghề nghiệp vì có quá nhiều lùm xùm dư luận oan ức trước đó. Giả thiết này cho rằng Phi Nhung sẽ được hồi sinh tại trung tâm đông lạnh xác chờ hồi sinh lớn nhất tại Mỹ. Trung tâm kéo dài sự sống này sử dụng phương pháp đông lạnh để bảo quản xét người cho hồi sinh trong tương lai khi khoa học đã phát triển. Đông lạnh xác là quá trình đóng băng cơ thể người đã chết ở nhiệt độ thấp, khoảng âm 196 độ C, lưu trữ chúng để chờ hồi sinh trong tương lai. Điều này chỉ được thực hiện sau khi bệnh nhân chết lâm sàng. Tuy nhiên, đóng băng cả cơ thể trong nhiều thập kỷ lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Các nhà khoa học từng thành công đối với tế bào cá thể Jun, nhưng mở rộng quy mô lên toàn bộ cơ thể người không phải điều đơn giản. Giám đốc More cho biết, "Chúng tôi coi nó như mở rộng phương pháp cấp cứu. Trung tâm chỉ tiếp quản bệnh nhân khi y học ngày nay đã hết cách. Hãy nghĩ về nó như thế này, 50 năm trước nếu thấy một người tắt thở khi đang chạy bộ, bạn sẽ kết luận luôn rằng họ đã chết. Ngày nay chúng ta không còn làm vậy." Thay vào đó chúng ta tiến hành hô hấp nhân tạo, làm thủ thuật sơ cứu. Những người đã chết 50 năm trước đáng ra có thể được cứu sống. Đông lạnh sát cũng hoạt động như vậy. Chúng tôi chỉ ngăn cơ thể họ bị tổn hại nặng nề cho đến khi y học có cách chữa trị. Đây là ý tưởng được ưa chuộng bởi những nhà khoa học theo chủ nghĩa tương lai, lý luận chung của họ rất đơn giản. Thuốc men và y khoa luôn phát triển, những căn bệnh nan y hôm nay có thể được chữa trị vào ngày mai đông lạnh xác là cách để thu hẹp khoảng cách giữa hai mốc thời gian đó. Đầu tiên, nhóm dự phòng chuyển người bệnh sang giường băng, phủ lên cơ thể họ một lớp đá lạnh. Sau đó, anh co dùng máy hồi sức tiêm phổi, đưa máu đi khắp cơ thể trở lại. Các chuyên gia sử dụng 16 loại thuốc khác nhau để bảo vệ tế bào, khiến chúng không bị suy giảm chức năng khi người bệnh đã chết. Cuối cùng, cơ thể được bảo quản lộn ngược trong tủ đông có nitơ lỏng. Đến nay, hơn 1.000 người đã đăng ký bảo tồn cơ thể sau khi qua đời, chi phí duy trì thành viên hàng năm là khoảng 770 USD. Quá trình đông lạnh toàn bộ cơ thể có giá lên tới 80.000 đến 200.000 USD. Theo ông Morey cho biết, số tiền này được chuyển vào quỹ ủy thác chăm sóc bệnh nhân, giữ cho cơ sở hoạt động và lưu trữ các thi thể trong thời gian dài. Không biết thông tin trên có đúng hay sai sự thật, nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng một ngày nào đó ca sĩ Phi Nhung sẽ quay trở lại trên sân khấu bằng thân thể bằng xương bằng thịt nhờ khoa học tiên tiến phát triển wendy thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của mẹ khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng được biết vào sáng nay các bác sĩ tại mỹ vừa có thông báo đến khán giả rằng hiện tại sức khỏe của phi nhung có những chuyển biến rất tốt nhiều dấu hiệu cho thấy hồi phục nhanh chóng về thể lực cũng theo là bác sĩ cho biết nếu phi nhung cứ tiếp tục khỏe mạnh như thế này thì khả năng cô sẽ được xuất viện sớm vào cuối năm nay những ai yêu mến cô sẽ sớm được nhìn thấy một phi nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý bởi dù có tiến triển tốt nhưng cô vẫn đang hồi phục rất chậm đây cũng là điều khiến cho các bác sĩ tại mỹ vô cùng lo lắng nhiều người cho biết dù sức khỏe của phi nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ rằng phi nhung vẫn còn sống theo đó, phổi của ca sĩ Phi Nhung đã có những hồi phục đáng kể từ khi nhập viện đến nay. Wendy, con gái của Phi Nhung, chia sẻ với phóng viên rằng hiện tại cô rất vui vì sức khỏe của mẹ đang có những chuyển biến tốt, không cần can thiệp thở máy. Đây là một điều vô cùng kỳ diệu. Cũng theo một nguồn tin khác cho biết, cái chết của Phi Nhung có thể chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn. Một khán giả giấu mặt cho biết, trước đó Phi Nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy trong tình trạng vô cùng nặng ngay sau khi biết được thông tin này và con gái của phi nhung lập tức nhờ nghệ sĩ việt hương làm thủ tục đưa mẹ sang mỹ để điều trị ngay trong đêm cô đã về đến mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ đến hiện tại việc ca sĩ phi nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng loạt để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh một người hâm mộ khác cho biết tôi là fan của phi nhung từ rất lâu rồi nghe tin phi nhung qua đời tôi không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ rằng đây chỉ là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn một số lỗi ý kiến khác cho rằng ca sĩ phi nhung thật sự đã mất rồi làm gì có chuyện sống lại mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng đối với một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng Phi Nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó, sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên, tránh xa các thị phi. Qua đó Wendy cũng cho biết, thông tin mẹ Phi Nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố, và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe. Thực sự đây là những điều không đúng với sự thật. Hiện tại mẹ tôi đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại Mỹ. Qua những lời chia sẻ của Wendy cũng cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của Phi Nhung. Xong sao chân dung thanh niên chuyên xem bói rồi bán vòng trượt tà bị VTV điểm mặt là ai? Theo thông tin từ VTV, người này đã hoạt động mê tín dị đoan được một thời gian dài và thu lợi bất chính số tiền khá lớn. Tự cho mình là người có tài bói toán, khả năng bói toán và tiên đoán vận mệnh. Vào 8 giờ tối hàng ngày, một người đàn ông quê tại Khói châu Hưng Yên đều đặn lên mạng xã hội xem bói trực tuyến. Dù chỉ là câu chuyện bị đặt và mê tín, nhưng mỗi lần lên mạng người này đã thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Càng nhiều người theo dõi thì tâm lý của cộng đồng lại bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau khi kết thúc những câu chuyện mê tín, người đàn ông bắt đầu vào nội dung chính, đó là bán hàng online. Với mức giá 700.000 đồng, những chiếc vòng này được cho là có khả năng hóa giải mọi bệnh tật và mang lại nhiều may mắn phú quý. Để làm rõ những chiêu trò quảng cáo bán hàng qua mạng đầy mê tín, phóng viên đã phối hợp với chính quyền địa phương và tìm đến nhà một người tự xưng là cậu Đức. Tuy nhiên sau khi bị lộ, người này đã cố hết sức tránh né, chỉ để gia đình ra gặp mặt phóng viên. Xã bảo không cho phép thì thôi, thì nghĩ không phát trực tiếp nữa, không giúp bà con nữa. Mua cảm thấy không thích thì thôi, gửi lại trả lại tiền, lừa đảo cái gì, người nhà nói. Nói là lừa đảo, nhưng thực tế trong nhà người này có rất nhiều vòng tay bị trả lại, và người mua chưa bao giờ được hoàn tiền, để xác minh, phóng viên đã gọi điện đến số điện thoại của người mua ghi trên gói hàng trở lại. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhạc Hà, huyện Khói Châu, tỉnh Nghệ An, người đàn ông này là bộ đội xuất ngũ nhưng không có việc làm ổn định, thường xuyên tổ chức xem bói trên mạng thu lợi rất lớn. Theo Điều 320 Bộ Luật Hình sự, hành vi hoạt động mê tín dị đoan nếu thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự, có thể bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Ngoài ra có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng. Nhiều người trên mạng đang bàn tán xôn xao về việc cố ca sĩ Phi Nhung được cho là vẫn còn sống, không phải đang cầm cự tầng hơi thở, mà hiện cô đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện California và được chồng cũ chăm sóc chu đáo. Cùng với đó là con gái ruột Wendy. Thực hư thông tin như thế nào thì mới đây Wendy đã chính thức lên tiếng đính chính thông tin này. Sau khi ca sĩ Phi Nhung ra đi, nhiều thông tin tiêu cực về cô bỗng xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Mới đây Wendy đã bày tỏ sự bức xúc về những thông tin tiêu cực đang lan truyền về người mẹ quá cố của mình. Cô cho biết một số kênh YouTube đã lấy đoạn livestream cũ của mẹ Phi Nhung phát lại trực tiếp như thể Phi Nhung đang live, vì có lẽ đó fan của Phi Nhung hoang mang khi lầm tưởng cô ca sĩ Phi Nhung live thật và vào bình luận sôi nổi tương tác như thể Phi Nhung vẫn còn đang sống cách đây mấy hôm có người hỏi con sao mẹ phi nhung qua mỹ lại livestream liệu có chuyện gì đang xảy ra hay không vì chuyện này mà wendy và khán giả anh em trong gia đình không biết đâu là thật đâu là giả và không biết chuyện gì đang xảy ra wendy cho biết một số người để lại bình luận như chào chị phi nhung chị còn sống à chị có khỏe không chị phi nhung ơi chủ kênh youtube sau đó đã bị đông đảo dân mạng vạch trần thủ đoạn đăng tin giả về ca sĩ phi nhung trước đó có nhiều tài khoản giải danh cũng được lập ra thậm chí còn giả mạo tài khoản con gái ruột của phi nhung tại mỹ con gái ruột wendy phạm cố ca sĩ phi nhung từng lên tiếng cảnh báo hiện tại có rất nhiều tài khoản facebook giả mạo được lập ra với tên wendy phạm cô khẳng định chỉ có một tài khoản facebook duy nhất và không có fanpage nào khác wendy phạm viết trên trang cá nhân xin mọi người hãy cẩn thận vì những tài khoản kia có thể dùng danh nghĩa mẹ con để trục lợi như xin tiền hay kêu gọi đóng góp từ thiện